tất cả các bạn, mình tên là Trúc My đến từ lớp 9B. Hôm nay mình đến với cuộc thi này là để giao lưu cũng như học hỏi các bạn và các anh chị đi trước. Mã số của mình là 14, các bạn hãy bình chọn cho mình nhé.